like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. Vậy là chỉ còn 2 tuần nữa. 2 tuần nữa là đến Halloween. Và đây chính là dịp để mọi người có thể trang điểm và mặc những bộ trang phục của nhân vật mà mình yêu thích. Và Halloween năm ngoái chính là năm đầu tiên mà mình đã trang điểm và mình đã vào vai một chú mèo. Thì cách trang điểm này thì cực kỳ đơn giản và không mất nhiều thời gian. Thì hôm nay mình đã quyết định làm một video để chỉ cho mọi người cách trang điểm để có được khuôn mặt như thế này. Ở cuối video thì mình sẽ post một vài bức ảnh để cho mọi người thấy là năm ngoái mình đã dress up như thế nào nhá. Xin lỗi mọi người là hôm nay giọng mình hơi khàn một chút vì mình đang bị ốm. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu video ngay bây giờ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với khuôn mặt đã có kem nền và kem che khuyết điểm. Bởi vì nó cũng như là trang điểm bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Mọi người đều biết là mèo thì không có lông mày đúng không ạ? Nhưng mà khi kẻ lông mày cho trang điểm lần này thì bạn nên kẻ dày, cao và dài hơn ra một chút để tạo khối cho khuôn mặt được dễ hơn. Bước tiếp theo mình sẽ dùng kem lăn mắt của NYX. Sản phẩm này thì sẽ giúp cho lớp trang điểm mắt của mình sẽ giữ được lâu hơn, kể cả khi mình đổ mồ hôi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu tím không nhũ tên là Tease của Naked 2 Palette của Urban Decay để đánh vào phần hốc mắt để nhìn mắt được sâu hơn. Trong bước này thì mọi người nên đánh rộng ra một chút để có thể nhìn thấy mắt mình to và sâu hơn giống như mắt mèo chẳng hạn. Bước tiếp theo là đánh khối cho mũi. Mình sử dụng sản phẩm Natural Bronzer của Rimmel London. Cách dễ nhất là mọi người bắt đầu tán từ đầu lông mày đi thẳng xuống mũi. Nhưng mà mọi người nhớ đánh thẳng nhá, không đánh lệch lại thành mũi lệch luôn ạ. Cũng trong cùng một bảng mắt, mình sử dụng màu vàng đồng có nhũ Half Baked của Naked 2 Palette để đánh vào phần bầu mắt, làm cho mắt được sáng hơn. Mọi người lưu ý là không nhất thiết phải dùng bảng màu y hệt như mình, mọi người có thể dùng những màu tương tự của những hãng khác sẽ cho ra kết quả như thế. Tiếp theo, mình sử dụng màu tím đậm có nhũ tên là Busted để tạo cho mắt độ sâu và to hơn. Mọi người lưu ý là trong bước này nên đánh chách chéo ra ngoài một chút để nhìn cho giống mắt mèo hơn. Mình quyết định là sẽ đánh thêm một lớp vàng đồng ở trên nữa để nhìn cho mắt đỡ bị tối. Kẻ mắt ở mí mắt trong sẽ làm cho mắt được dày hơn. Tuy nhiên cái này thì bạn lựa chọn, bạn không nhất thiết phải làm cái này. Yeah, đến bước quan trọng nhất rồi đây. Cái này là kẻ mắt mèo bằng bút nước. Cái này thực ra không khó lắm, chỉ cần mọi người tập trung một chút là được. Mọi người cố gắng kẻ sát vào mí mắt và kéo hơi dài ra một chút ở phần đuôi. Còn nếu mọi người cảm thấy khó thì có thể kẻ dần dần như mình. Đừng vội nhá, không lại hỏng hết. Mình sẽ tiếp tục đánh khối vào mũi thêm một lần nữa, bởi vì mình thấy bây giờ mắt đậm quá nên là mũi không nhìn thấy khối đâu nữa. Thì mọi người có thể đánh từ trên xuống và nhất là tập trung phần đầu mũi nhé, để cho mũi nhìn nhọn hơn giống mũi của mèo. Bước tiếp theo cũng là đánh khối, nhưng là đánh khối sáng. Mọi người hãy chọn cho mình một màu nhũ có highlight để đánh lên trên vùng bầu mắt gần lông mày và gần sống mũi, để cho khi ánh sáng tiếp xúc với mặt mình thì những phần này sẽ làm sáng lên khuôn mặt. Bước tiếp theo cực kỳ quan trọng này, đánh mũi mèo. Cái này còn rất mất thời gian nữa. Cái này mình phải dùng ít nhất là 5 phút chỉ để đánh cái mũi thôi đấy.
mọi người hãy bắt đầu từ đầu mũi và đánh theo hình trái tim đi ra ngoài. Sau đấy thì chỉ cần tô hết màu đen cho những phần xung quanh mũi như mình đang làm trong video đây. Sau đấy thì vẽ một hình tam giác ở dưới cái này gọi là gì? Hai bên lỗ mũi để tạo thành hình mũi mèo. Và bây giờ lại đánh khối thêm lần nữa, nhưng mà cái này đánh khối cho má, bởi vì mặt mèo thì không được tròn lắm nên là mình sẽ đánh cho khuôn mặt mình nó hình tam giác ra một chút. Tiếp tục trở lại với phần râu mèo với lông mèo, mình sẽ dùng bút nước kẻ mắt để chấm xung quanh phần dưới mũi và trên môi. Cái này có thể bạn có thể làm thoải mái mà không, bạn có thể chỉ đánh 3 cái như là mèo bình thường, còn hôm nay thì mình sẽ đánh nhiều hơn một chút. Để trang điểm mèo cho Halloween thì mọi người có thể dùng lông mi giả để nhìn có thể nổi bật hơn. Tuy nhiên là mình không có lông mi giả ở đây, thì mọi người nếu như mình thì có thể chỉ đánh mascara như bình thường thôi. Mình dùng màu tím nhạt không nhũ từ của ban đầu để đánh ở phần mí dưới, tạo cho mắt nhìn được sâu hơn. Và nếu bạn thích sâu hơn nữa thì có thể dùng bút kẻ mắt như mình đang dùng bây giờ. Bước cuối cùng đây rồi ạ. Cái này là tùy mọi người có thể dùng son đỏ hoặc son hồng, tùy vào cách mọi người lựa chọn. Còn nếu muốn làm mèo đáng yêu thì có thể dùng son hồng nhạt. Về trang phục thì cực kỳ đơn giản, mọi người có thể mặc một chiếc váy đen hoặc là váy màu gì cũng được, sau đó đeo thêm một chiếc tai mèo như mình mặc năm ngoái, và có thể đi quên quần tất đen hoặc là gắn thêm đuôi mèo và một chiếc nơ. Trên đây là cách mình trang điểm thành một chú mèo cho Halloween. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, đừng quên like và subscribe cho channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye! I like us better when we're wasted.